Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình lại tiếp tục like chia sẻ một số thông tin về với quê hương để anh chị và các bạn cập nhật và hiểu được cái xứ mà gọi là Tam Quyền phân lập tư bản nó như thế nào, mà tại sao mà nhiều người nghe mấy thành phần mấy cái tổ chức chống cộng bên Mỹ nó lại ca ngợi ầm Mỹ. Cho nên mình like thì các bạn biết bây giờ là mùa hè, có nhiều người nói sao mình bơ phờ. Ở xin lỗi, bây giờ là mùa đông, trời nó rất là lạnh, cho nên cái khí hậu nó lạnh lắm anh chị các bạn. Thì để mình chia sẻ cho anh chị các bạn thấy ở xứ người, ở bên Mỹ đó, một cái nhà như vậy đó, ở chỗ này nó có 10 cái floor plan, có nghĩa là nó có 10 cái mẫu nhà, và mỗi một cái nhà như vậy đó nó để cái bảng là 400 ngàn, nó phẩy một cái. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người mà vô mua chọn cái mẫu 10 cái mẫu nhà ở đây đó, thì các bạn chọn theo những cái ý mà mình muốn đó, thì cái giá nó cũng khoảng gần 500.000 đô hoặc hơn đó. Cho nên anh chị các bạn lên mạng, như tôi theo dõi cái tạp chí Hoa Kỳ, mấy thằng này nó nổ, các bạn biết nó mấy hổm thì mình vô, nó ca ngợi con nhỏ Thu Phương, nhỏ anh ca sĩ Thu Phương á, các bạn biết lúc trước nó qua Mỹ rồi nó chống cộng, nó chửi Việt Nam, rồi xong rồi nó thấy nó ăn không được, rồi xong nó quay trở về Việt Nam nó kiếm kiếm ăn. Đây thì cái tạp chí Hoa Kỳ này, mấy thằng này nó nổ, nó tâng bốc mấy cái tụi mà ở hải ngoại anh chị các bạn. Ồ, nó nói là nhà anh Thu Phương là biệt thự rồi villa rồi ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự các bạn thấy tụi nó rất là xảo trá. Thì hôm mình cũng có bình luận vào đó, mình bình luận và mình chia sẻ, mình chứng minh cho nó cái đó không phải gọi là villa biệt thự được. Những cái nhà đó bên Mỹ nó chỉ là bình thường thôi. Và hôm cách đây cũng mấy hôm mình vào, mình thấy nó đăng một cái câu chuyện của thằng Hoài Linh. Nó nói là gia đình Hoài Linh, thằng Hoài Linh đồ ở bên Mỹ có cơ ngơi rồi dữ dằn lắm. Các bạn biết nó quay cái khu mà công cộng, cái chỗ mà giống như mà những cái commercial building á, những cái nơi thương mại đó, nó quay chỗ đó, nó vô nó quay xong nó ghép vô cái nhà. Nó nói là nhà của Hoài Linh là chỗ đó là cơ ngơi rất là dữ dằn, nhà rồi tổ chức Noel rồi là chuẩn bị lễ rồi. Tôi nói tao bớt nổ đi mấy thằng Mỹ vàng. Các bạn biết tôi vào luôn, tôi cũng comment và chứng minh cho nó, tụi nó xạo, nó nổ. Các bạn biết nó đi chụp hình những cái khu nhà của người ta, những cái khu mà thương mại đồ, nó về nó ghép lại. Thì bây giờ nói chung là tụi nó thấy nó nổ không được, rồi mình vô mình chia sẻ, mình nói nó xạo á. Các bạn biết mấy cái tụi mà chống cộng hay ngoại, tụi nó tô vẽ nước Mỹ lắm. Mấy cái tụi mà nó chống một cách rất là khéo léo, nó dùng những cái hình ảnh ở bên Mỹ, các bạn biết nó ca tụng, nó nói người Việt của mình qua Mỹ thành công như thế này này nè, rồi nó lấy râu ông này nó cậm hàm bà nọ, anh chị các bạn biết không, nó nổ để đặng mà nó làm cho những người trong nước ở xứ tư bản là tao là sống được ngon thế này á. Bởi vì các bạn thấy tại sao trong nước có những người giống như cái thằng mà Nguyễn Công Vượng, cái thằng hề Vượng Râu á, cho nên nó mê. Các bạn thấy bây giờ bởi vì nó đi chống cộng, đi gọi nó gọi mấy cái thành phần đó, tôi gọi là chính trị nửa mùa. Cái lũ mà chống cộng ở bên hải ngoại này, tôi nói anh chị toàn là cái lũ lưu manh giả danh yêu nước không. Các bạn thấy không, một cái nhà như vậy, tôi nói các bạn bỏ ra 500.000 đô mà mua một cái nhà vậy bên Mỹ, ở Việt Nam đó 500.000 đô bữa nay ít nhất là chờ để coi 100.000 đô bữa nay là bển cho 2 tỷ rưỡi rồi. Thì các bạn nghĩ đi, các bạn cứ nhân lên đi đấy, cái nhà gần 500.000 đô nó cất kiểu như vậy nè anh chị các bạn đấy. Mà các bạn không hiểu á thì các bạn sẽ nghe ô mấy người Việt của mình qua Mỹ, mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại á, mấy cái kênh của tụi nó nổ ghê gớm lắm, nhà biệt thự villa rồi ghê gớm, nhưng mà toàn là nó bình thường thôi. Tại vì các bạn nghe cái số tiền thì nó lớn, tưởng đâu là nhà biệt thự. Các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ nó cất không, rất là đơn giản. Còn nói mà nói về những cái biệt thự villa của Mỹ á, tôi nói các bạn biết
người Việt của mình cũng có chứ không phải là không, nhưng mà người ta không có, nhưng mà người ta không có phô trương, người ta lên mạng, người ta đi chống cộng rồi lấy râu ông này cặm hàm bà nọ, nó không phải như vậy. Mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước nó xảo trá lắm. Nhưng giống như cái thằng mà vượng vượng râu cũng vậy, các bạn biết cái thằng Hề đó, nó bị cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại cho nó ăn cái bánh vẽ, rồi bây giờ nó chạy theo mấy cái đám chống cộng để đặng mà nó bưng bô cho mấy cái đám đó. Các bạn thấy nó tâng bốc mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại để đặng mà nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Như cái thằng vườn rau tôi nói chị các bạn, nó mà có qua được Mỹ thì cũng là cái thứ ăn mày thôi. Như thằng Đàm Vĩnh Thân các bạn thấy, nó bỏ biết bao nhiêu tiền, bạc triệu đô, nó qua Mỹ mà, nhưng mà nó có dám qua Mỹ nó ở luôn bên đó không? Nó đâu dám. Nó qua đó nó chết, nó ở luôn, nó chết mẹ nó rồi. Tại vì tôi nói chị các bạn, mua một cái nhà ở Cali nói không mà tiền mà trả thuế không là sặc máu rồi. Cho nên nó phải về Việt Nam, nó đi hát, nó kiếm tiền, rồi nó qua Mỹ bắt đầu cái nó cấu kết với mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, rồi nó chửi cộng sản. Mấy cái lũ mà tôi nói các bạn mà lợi dụng mà truyền thông nghệ sĩ đồ nó để đặng mà đi xuyên tạc chống phá đất nước, nó bẩn thỉu kinh, nó rất là bẩn thỉu. Các bạn thấy nhà bên Mỹ nó làm đó, tại vì ống đồng mắc quá, ngày xưa nó làm ống đồng không, bây giờ nó phải làm ống nhựa. Đấy, nó làm rất là đơn giản mà đụng vô là 400 500, là trên 500.000 đô đó. Nếu mà các bạn mua mà đầy đủ với cái hệ thống dàn lạnh, dàn điện của nó, dàn nước của nó, các bạn thấy không? Nghe 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 ok, cái thằng đó nó qua Mỹ nó mua được cái nhà bự to thế này thế nọ. Tôi nói chị các bạn, cái xã hội Mỹ này tiền lớn sống lớn đó, chẳng có gì cả, mà chỉ có mấy cái đám chống cộng đó, nó nổ. Cái tụi tạp chí Hoa Kỳ đó, nó tâng bốc mấy cái thành phần mà có cái gọi là núp bóng yêu nước giả danh đồ, nó mị dân để đặng mà nó lừa những người dân trong nước. Nó ừ chu cha ơi, mấy ông này qua Mỹ ông nào cũng thành công thành đạt hết. Tôi nói bạn, mấy thằng nghệ sĩ đồ, ca sĩ đồ ở trong nước thì mưu mô xảo quyệt để đặng mà tìm cách để đặng mà xuyên tạc Việt Nam, nhưng mà có thằng nào mà dám bỏ Việt Nam ở Mỹ luôn đâu. Cái mấy cái nghề mà truyền thông báo chí mà ca sĩ ở Việt Nam là cái nghề chết đói. Tại bây giờ chống cộng ở hải ngoại người ta chán đến gần cổ rồi, cuộc sống mưu sinh quá ư là vất vả. Chỉ có những cái thành phần gọi là yêu nước, gọi là chính trị lưu manh, như cái thằng Hề Nguyễn Công Vượng, cái thằng Vượng Râu đó các bạn thấy đó, qua đến Mỹ rồi thằng nào mấy ông cũng như thằng mày cũng như tao thôi. Tôi cũng là một người bình thường thôi, tôi chẳng có lợi gì cả. Nhiều khi anh chị các bạn thấy tôi quay cái này cái kia rồi, tôi chỉ gọi là mình chỉ nói lên cái cuộc sống mưu sinh ở ở Mỹ này thôi, chứ cũng chẳng có phải là giàu có thế này thế nọ thế kia nữa. Cuộc sống ở Mỹ này anh chị các bạn ơi, cơm áo gạo tiền đấy, nó không phải như các bạn nghĩ đâu. Cái tụi mà cái tờ tạp chí Hoa Kỳ chèn tôi vô, tôi bình luận hai bài bình luận của nó, bữa nay nó khóa bình luận tôi rồi, hết vô rồi. Mấy cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó núp bóng yêu nước giả danh, nó xảo trá quỷ quyệt lắm anh chị các bạn. Các bạn thấy nhà cửa không, để cái nhà vậy mà năm 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 500.000 đô, nó để là 400.000 đô phẩy, có nghĩa là như nãy tôi đã chia sẻ đó, vô đụng vô là phải thêm cái này thêm cái kia. Các bạn vô mà chọn được cái mẫu nhà mà mình thích đó, thì các bạn biết thảm nè, gạch nè, rồi granite nè, rồi bồn tắm nè, nhà cầu nè, thêm cái này thêm cái nọ, máy lạnh nữa, hệ thống điện lạnh nữa, hệ thống điện lạnh mình upgrade, có nghĩa là mình muốn nó nhiều thứ, đồ 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 nó tốt hơn, cái hệ thống của nó chuẩn mực hơn, nó cao hơn, nhiều thứ lắm. Tôi nói chỉ các bạn biết một cái nhà như vậy các bạn thấy không? Đây đây là nhà 10 cái nhà mẫu đấy, mà giá của nó là 400.000 phẩy, như nãy tụi mình chia sẻ đó các bạn thấy, nó lên mạng bắt đầu chụp hình nó nổ, nó khoe ở ở Mỹ tao nhà biệt thự rồi,
các bạn vào tạp chí Hoa Kỳ coi, bữa nay nó khóa tôi rồi, nó không cho tôi bình luận nữa. Đấy. Tại vì hổm nó bình luận thằng Hoài Linh mới đây thôi, mới mấy ngày à, nó nói Hoài Linh bên Mỹ có cơ ngơi nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh Noel đồ hoành tráng. Tôi nói tụi bay nói xạo, cái này là cái commercial building, tại vì cái hệ thống mà nó cấp nhà của những cái khu mà thương mại đó nó khác với nhà ở, từ cái góc cột, từ cái kiến, từ cái vách tường và cái hệ thống của nó, bạn biết nó khác. Cái này tôi nói nó là cái này không phải là loại nhà ở. Các bạn thấy đó, trong khi đó các bạn bỏ ra là 500.000 đô Việt Nam, mẹ cất cái nhà hả, mua miếng đất cất cái nhà coi như là lộng lẫy luôn. Rồi vô đó, đây là các bạn thấy không, đây là khu nhà mẫu đấy, nhà mẫu đấy, giá của nó bao bao nhiêu mét, bao nhiêu square foot, các bạn thấy không nè, tôi đâu có nói cái dốc các bạn đâu, giá mà. Nó để 400 gì vô là 484, giá 4 514, 556, 581 ngàn mà chỉ có 2.900 square foot thôi, 4 phòng ngủ, 3 phòng gửi tắm, 3 nhà đậu xe, các bạn thấy không. Nhưng mà nó quảng cáo để ngoài 400, thì các bạn thấy cái tụ chống cạo ngoài không, là bên này ấy, mấy thằng mà mỹ màu, cái đám mỹ màu đó nổ đó. Cái này là cái văn phòng nó làm để đặng mà cho những người người ta đi coi nhà đó anh chị, các bạn thấy không, tôi nói đâu đâu có bịa đặt đâu, tôi nói là có bằng chứng đàng hoàng, các bạn thấy đó nè. Mua cái nhà bên này đó, gần 600.000 đô, 2.952 square foot, thì các bạn nghĩ đi, đó là cái nhà giá cao nhất nha. Và chưa chưa tôi nói nha, những cái này nha, nó còn vô, nó còn cộng ba cộng má nó lên nữa đó, các bạn thấy không. Bỏ ra mười mấy, gần 20 tỷ, mười mấy, 17 18 tỷ mua cái nhà như vậy, ta về Việt Nam bỏ phân nửa số tiền mua miếng đất cất cái nhà vừa phải, còn nhiêu cứ sống tàn tàn thôi, ăn hoài cũng hết luôn, ở quê hương của mình nữa, các bạn thấy không. Chào Bích Liên, chào anh chị các bạn. Cái tụi chống cộng bên này nó quỷ quyệt lắm, tôi nói anh chị các bạn, nó rất là quỷ quyệt. Bởi vì tụi nó rất là sợ cái tiếng nói của tôi khi mà tôi chia sẻ, là nó bịt miệng rồi à. Các bạn biết bên anh, cho nên tôi phải like, tôi vào mấy diễn đàn tụi nó ngày trước ngày sau một lần hai lần tôi phản hồi tụi nó, là tụi nó phá phá Facebook tôi, phá comment của tôi ngay, ngay cả cái tổ chức Việt Tân ở trên Facebook như vậy. Mấy cái đám đó toàn là lưu manh giả danh yêu nước không, còn mấy cái đám dân chủ cựi ở trong nước cũng vậy, toàn là ăn theo nó leo không à. Như cái thằng vườn rau, các bạn thấy cái thằng đó, ông cố nội cha nó cũng không dám bỏ Việt Nam nó đi nữa, tại vì nó qua Mỹ nó diễn hề ai nghe. Các bạn thấy không, ở trong nước thì nó diễn hề, nó tào lao, người ta vỗ tay, người ta cười cho nó khuây khỏa cuộc sống đó. Nhưng mà nó đi xuyên tạc cấu kết với lại mấy cái đám mà ca sĩ hải ngoại để đặng mà tìm cách để đặng mà xuyên tạc Việt Nam. Cái thằng rất là điểu, tôi nói tôi mấy cái thằng, mấy cái hạng người như vậy nó sống, nó sống rất là bẩn thỉu anh chị các bạn à. Thôi thì mình ngừng like ở đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn, bye 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 bye.